Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị các bạn nhé, đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản quý vị các bạn ạ. Đó chính là chiếc xe Honda City. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Honda City nó có phiên bản Honda City thường và Honda City Top. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn ở chiếc xe Honda City phiên bản top quý bạn nhé. Phiên bản top là phiên bản cao nhất rồi các bạn ạ. Đấy, giống như những chiếc xe Toyota Vios thì Vios có phiên bản E, phiên bản G. Phiên bản G là phiên bản cao nhất, thì ở Honda City thì có phiên bản Honda City Top là phiên bản cao nhất các bạn nhé. Nhìn ở bên ngoài thì quý vị các bạn có thể phân biệt được đây, qua cái bộ la răng là chúng ta có thể biết được là chiếc Honda City Top đấy ạ. Là răng đúc mặt phay các bạn nhé. Đấy là chiếc xe Honda City Top này. Và cái việc nữa đó là cái phần đèn. Lát nữa thì tôi sẽ quay đèn cho các bạn xem để phân biệt Honda City Top ạ. Đấy, tất cả lốp còn rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cả dàn lốp này đều rất đẹp luôn các bạn ạ. Nhìn về phần đèn thì chúng ta phân biệt bản top đây. Bản top đây là cái đèn này, nó có đèn LED các bạn ạ. Đèn daylight, tức là đèn LED ban ngày đấy ạ. Đấy, nhìn phần đầu chúng ta có thể phân biệt được nó là cái phiên bản top và phiên bản thường quý vị bạn nhé. Rất là mới luôn các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, chạy có hơn 5 vạn km thôi các bạn ạ. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe Honda City Top này, toàn bộ phần đầu chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên còn rất đẹp, đẹp từ đèn pha cho đến đèn gầm, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, chữ hay là logo đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cụm đèn đây ạ. Có đèn LED, đèn daylight ban ngày đây ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Chiếc xe này được sở hữu với màu trắng ngọc trinh, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, tất cả đây là cái phần la răng này. La răng, lốp đều rất đẹp cả dàn các bạn nhé. Quý bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc sang tên, đổ xăng vào và chạy thôi, không phải làm cái gì đâu ạ. Toàn bộ từ những cái dàn lốp còn rất là mới, rất là dày các bạn nhé. Và ở cái phiên bản top này, la răng đúc mặt phay đều rất đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Honda City Top 2019 này, chúng tôi đang bán với giá là 422 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Đấy, phiên bản 2019 đây các bạn nhé, sản xuất năm 2019, sản xuất tại Việt Nam. Đấy, táp bi cánh cửa này tất cả còn nguyên bản, nguyên bản từ keo chỉ cho đến táp bi đều nguyên bản và còn rất đẹp các bạn nhé. Đấy, đây là cái keo chỉ của cái táp bi cánh cửa phía trước bên lái các bạn ạ, còn đẹp, còn nguyên bản đây các bạn nhé. Tất cả bọc da các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản này. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, sang số thể thao trên vô lăng các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì ở phiên bản top cho nên là option nó đầy đủ, và chiếc xe này cũng đã được chủ xe lắp thêm màn hình Android rồi này. Đấy, cái này là sang số thể thao trên vô lăng nhé, ở phiên bản top mới có các bạn nhé. Ở phiên bản top mới có sang số thể thao trên vô lăng này, Cruise Control để kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn rất đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Rất là đẹp luôn, một chiếc xe Honda City Top. Đấy, nội thất ghế da các bạn nhé. Ở phiên bản City Top mới được trang bị nội thất ghế da thôi, còn phiên bản City thường thì không có ghế da đâu các bạn nhé, ghế nỉ thôi. Nguyên bản của bản thường chỉ có ghế nỉ thôi các bạn nhé. Đây là cái mở cốp sau, tôi sẽ mở cái cốp sau này ra lát nữa cho quý vị và các bạn cùng xem. Và mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Honda City Top 2019 này chỉ 4,86 lít cho đường trường, 7,59 cho chạy trong phố, 5,8 lít cho chạy hỗn hợp các bạn nhé. Rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Đấy, và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ đây các bạn này. Táp bi cánh cửa phía sau bên phụ rất đẹp rồi. Nội thất ghế da, hàng ghế sau
đều rất là mới các bạn nhé. Và ghế da này là còn nguyên bản hết luôn ạ. Ở Honda City thì cũng đã được trang bị là cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi. Những chiếc xe cùng phân khúc như Vios thì không có cái hàng cửa gió điều hòa này đâu. Đấy, quý bạn nhé, rất là đẹp luôn. Và đây là cái cốp sau, tôi sẽ cho quý vị các bạn xem ở cái cốp sau này. Tất cả là còn nguyên zin, nguyên zin từ những con ốc đây quý bạn nhé. Nguyên zin từ những con ốc này, keo chỉ của cốp sau này còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn, còn nguyên bản hết luôn này. Ốc cốp sau còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên zin và còn rất là đẹp này. Những cái tấm nỉ ở đằng sau này cũng đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên với kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, một chiếc xe này rất là đẹp nhá, lốp sơ cua cũng còn nguyên bản này, rất là đẹp, rất là mới, và đằng sau này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là tất cả là còn nguyên, đẹp cả những phần nỉ này. Đấy, cụm đèn hậu đều rất đẹp luôn, chưa có bị xước sát, chưa có bị va chạm gì cả quý bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ cũng còn nguyên zin và còn rất đẹp đây các bạn nhé. Nguyên zin từ keo chỉ này cho đến táp bi cánh cửa này đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nội thất hàng ghế sau thì các bạn thấy đây ạ, đều rất là đẹp. Và nội thất ghế da này là còn nguyên bản theo xe các bạn nhé, chưa làm lại ghế da đâu, tất cả là còn nguyên bản và còn rất đẹp đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Khác với phiên bản City thường ấy, City Top đã có khóa thông minh. Và keo chỉ của cái cánh cửa phía trước bên phụ này cũng là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa nguyên bản này, táp bi cánh cửa nguyên bản này, tất cả còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Nội thất ghế da phía trong này, bên phụ này đều rất đẹp luôn. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến vô lăng, đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Màn hình Android có sẵn rồi, cần số, tay phanh đều rất đẹp, rất là mới các bạn ạ. Đấy, tất cả là rất đẹp luôn ạ. Phải nói là một chiếc xe đẹp và đều xe các bạn nhé. Phần nỉ trần đây thưa quý vị các bạn, phần nỉ trần cũng còn rất đẹp luôn các bạn này. Nỉ trần tất cả cũng còn rất đẹp, rất mới nhé. Từ táp lô cho đến táp bi đều rất là đẹp ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ ngoại thất và nội thất của chiếc xe Honda City Top 2019 này. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và nhé. Đấy, trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái ốc cabo còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Keo chỉ này, tem ở trên cabo này, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có một cái vết đâm đụng hay là có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy, ốc cabo này còn nguyên hết luôn. Toàn bộ ốc cabo, ốc xương đầu, ốc chân máy. Đây thưa với các bạn, đây là cái ốc chân máy còn nguyên này. Riêng những chiếc xe Honda thì cái ốc người ta đánh dấu rất kỹ, hay còn anh em còn gọi là ốc bảy màu đấy ạ. Đấy, chưa có một vết tháo nào các bạn nhé. Tháo ra cái là mất vết luôn. Đấy, ở những chiếc xe Honda đều được đánh dấu rất kỹ bởi nhà sản xuất đấy. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City Top 2019 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít các bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động. Đấy, và còn nguyên bản này. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì tôi cũng đang bán với giá là 422 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320
đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.